tụt luôn rồi. Wow, trời. Tụi mình lặng rồi. Quá đẹp luôn. Rầm rạp luôn. Một ta đi. Wow, làm gì vậy? Tụi đủ bay. Dạ. Hồi chuyện tên của anh tụi. Dead. Dạ. Ok, hello chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kendo Double Vlog cuộc sống ở châu Phi. Thì hôm nay em mình lại tiếp tục quay trở lại nông trại số 4 nữa các bạn. Thì hôm nay anh em cũng đã phạt lưỡng cũng như là gào cho phía bên bản, cho mọi người bên bản gỗ lô xong các bạn. Bây giờ lại sang bên bản Linh Bon Tuy đấy. Đấy, để phạt lương phạt tiền cũng như là gạo cho mọi người. Ừ. Làm gì đấy? Ba gia kì. Cà đê đã. Kì chà. Làm gì đấy? Kẹo. Kênh kênh phát là tao đâu? Mọi người đi, đi. Đôi pha chia. Mọi người làm ghế các bạn ạ. À kì. Như chả như kiểu mà khách sạn ấy nhỉ. Này kì, cô mẹ. Ôi chà. Nhìn này, được cái nhỉ. Mà theo đây, đây hiện ra. Tập luôn. Chắc chắn khiếp ấy. Đôi ai mình cũng phải dễ. Của hai người làm. Buộc lại chắc chắn này, được. Ôi chà. Họp nhỉ. Tụi đủ phát là. Như cuộc họp ấy nhỉ. Ăn uống. À kì. Xem ta cái cô mẹ. Ừ, ta buồn. Để bố. Ừ, xem ta cái. À, dạ, được quá nhỉ. Aki nó tờ ba dùn tu. Hả? Eli nó tờ ba dùn tu. Eli xem ta cái. Xem ta cái. Hả? Caminho. 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 À, Caminho mát xa. Để làm đường để đi vào đi đã. À, được. Cái xem ta quan tu. Đôi. Sí. Hai người. Ta bô. Nó cài yêu đi. Nó cài đi. Hí. Ta bô. Ô tu ba cơm. Ô tu ta ba cơm. Ô tu ta ba batata. Batata. Tu lu phala cha các bạn nghe. Sí, cha các bạn. Ta bô. Ừ, cái nếm được. Aki. Aki ta bô này. Aki này. Aki nó tên. Aki. Chà, được ấy nha. Tụi bôi tên pha cả con ta bánh bù đi tù. Làm cho đẹp luôn. Pha dê bánh bù đi tù. Pha dê bánh. Con ta. Đây. Chà. Cũng sáng tao nha. Cũng sáng tao đấy, tao không. Nếu mà có mắm cầu với ngôi ăn được đó, hay. Như kiểu sáng trong luôn đấy các bạn. Giờ mới có mắm cồ dưới đây. Hôm nào nấu cho mọi người đây. Có gì nấu cho mọi người bữa là này, ngồi ăn kiểu sáng trong, ngồi ăn kiểu nhà hàng đấy các bạn. Này, ngồi đây. Phá là đi nhu. Tiểu nhi lên đâu. Tiểu nhi phá là đi nhu mê tê. Con ấy cô mi đà. Làm không? Đây mọi người. Làm đất trồng khoai. Tao bỏ qua chả bầu này dùng này. Bữa đi tỏ này. Mọi Bibi nụ này mát tèo. Mọi đây bữa đi mất tỏ khi bông. Mọi quá mọi nhìn vơ vơ bữa đi này. Wow. Tao bông. Đấy rồi. Này bầu này. Đang nón này mày còn chứ rung dộn luôn này. Đang con dộn luôn này. Đây. Lông này. Đang con cả lông luôn. Mà nó là tỏ đi bây thôi. À. Đánh đây cho mọi người luôn. Lần này là sẽ cho mọi người một quả đây bạn. Lần này sẽ cắt ra cho mọi người một quả. Mà theo cô mẹ đi nhu. Lần này sẽ cho một người một quả đây. Còn quả này sẽ làm giống. Còn đi tờ ba cement đi. Aki tờ ba cement đi. Đây quả bầu các bạn này. Này. Đang nón luôn các bạn này. Lống này. Đây tên này. Đang nón luôn các bạn. Đang nón luôn. Ôi trời ơi. Nắng lắm.
Ok. Ok. Xin gu kilo. Xin gu kilo. Xin gu. Ok. Đây mà tài quan tu kilo. Sete. Sete. Bảy kỹ á. Xin gu sơ. Xin gu. Xin gu. Sete. Cái pesa đúng không? Ô, nặng thật. Bạn Teo nói 7 kỹ các bạn. Bạn Teo nói 7 kỹ. Mình nói đoạn 5 kỹ, mà Teo đoạn 7 kỹ. Wow, này. Teo bầu đang nón luôn. Này, đang nón luôn. Wow, đây này. Đây các bạn, đây. Hồ lô. Hồ lô. Vui đi đâu. Bầu, ở ghi Việt Nam tạp hà la. Hồ lô. Ok. Bầu. Hồ lô. Bầu. Bầu hồ lô. Bầu hồ lô. Ừ. Ok. Bầu hồ lô. Đây bạn, bao đi. Bao đi con sẽ để cho to. À cái có mẹ tao không? Tao là bác sĩ mẹ tính đi. Trong cái đẹp này, trong cái đẹp. Ăn. Cái có mẹ mới tụi cùi à? Mới tụi cùi à? Ý qua lì. Tụi đủ ý qua lì. Đây, những quả này là sẽ để làm giọng bạn này. À kì xin gù đi. Quả này nó phải bày kỹ thật đấy. Quá chà. Những quả này là hơi da các bạn, hơi da đấy. Nhưng mà ăn thì bạn đang ăn được, đang còn lâu, nhưng quả này anh em sẽ để làm giống. Con làm được là sẽ cắt mấy quả vừa vừa đấy, sẽ cho mọi người. Thì mọi người đang trồng khoai. Con ta ra mà kì. Ừ. Mọi người đang trồng khoai. Bắt ta đi, bắt ta đi. Tụi đúng anh. Tụi phát ra chào các bạn. Yeah. Mọi người đang trồng khoai các bạn. Cái chỗ này mà hôm anh em mình đã để lại đấy các bạn. Để lại để trồng rau cải đấy, nhưng mà rau cải không đủ đấy, rau cải không đủ, không đủ nên mọi người là lại đào. Aki cha cô bị nấu xe cả. Aguamete mai batata. Yeah, đây là rau cải các bạn, rau cải không đủ đấy, không đủ để trồng hết chỗ này đấy. Nên mọi người cũng đào năm luống để trồng rau khoai. Này, mọi người lại cắt giọng ở đến kia các bạn, cắt giọng ở đến kia, cắt giọng ở phía trên này, cắt giọng ở trên đây, sụn như này, nhấn ở dưới này. Nhấn rộng ra để này. Bibi nụ dâm tờ là ba kê. Mẹ ra. Đây nó khoai anh em bên trong giờ đây. Đã bẹn rồi các bạn này. Bẹn đẹp luôn này. Đây. Mọi người là chưa biết là hôm nay phát lớn đâu. chưa mừng đâu. Đây mọi người là nhấn ra đến đây là hết rồi con. Đây. Còn chưa chuột thì giờ bắt đầu léo. Mấy đi tỉ ra hóa ấy. Bên này đất như kiểu nó không hợp với các bạn. Như lần trước anh em bên trong bên kia đây. Những cái giọng này như kiểu thấy sao không hợp với mình. Nhưng mà từng này mà ra hóa đây này. Nó có trại đây này. Giờ anh em mình mà trồng khoai này. Có đất bắt trồng khoai ở bên này đấy. Là không phải sang bên bản gô lô lại được. Tại vì ở đây là anh em mình cũng đã có giọng này. Đây, giọng to luôn các bạn. To mà nhiều luôn đấy. Mọi người đã cậy cải hết. Thì giờ xuống nói mọi người là. Giờ là xuống thông báo cho mọi người là lên. Cắt bị cắt bầu các bạn, cắt bầu là sẽ cho mọi người là mỗi người một quả mang về nhà các bạn, mang về nhà nấu ăn cùng với gia đình này, vợ con. Dạ số ba đà đấy, tôi đủ số ba đà vai đánh chim à. Ok eo tera bibinu để mà đi tôi đủ bô bù này, mày thông báo lấy trả cậy các bạn. Công hô dừ ya cabo mệt à, eo ya camera arod công cambu. Thôi dừng ra ta. Đa tôi đủ bộ bù. Dạ. Vamo. Mateo ơi. Terafaka. Terafaka Kota Bibidu. Anh em sẽ cho mọi người các bạn cũng như bạn. Cũng như ở phía bản Golo đấy, trước đấy, hôm nay gửi đến mọi người là thành quả đấy. Thành quả đầu tiên ở nông trại đây là giàn bầu rồi cả, giàn bầu đầu tiên mà anh em mình trồng đấy. Số lượng thì cũng không có nhiều đâu. Với lại là mọi người cũng cắt đấy, thỉnh thoảng mọi người cũng cắt nấu ăn rồi đấy các bạn. Thì số lượng cũng không có nhiều đâu. Để mà bạn thì cũng là giờ là chưa có để bạn đấy. Anh em mình sẽ cắt gửi tặng cho mọi người là mọi người một quả đấy, mang về nhà nấu ăn cùng với gia đình này, cũng như lần nữa là sẽ phát lương, phát tiền cho mọi người cũng như là gửi gạo đến cho mọi người luôn các bạn. Tiếp theo katana tao bông, ngày mai không có giáo. Tụi vai gì? Quan tụi đệt đi, hả? Đệt đi diễn tí đi. Đệt 10 quả. Gabi comment nó comment.
Hả? Gà bin mà teo. Này sẽ cho em gà bin, em mà teo em đi nhiều nữa. Hả? Bây giờ là chưa đủ số lượng để bán các bạn này. Bây giờ là sẽ cắt này. Cắt là gửi tặng đến các anh đầu trường tụi nhỏ mà ở nông trại này trước đấy. Hôm sau mà mấy cái quả này nhỏ đấy, hôm sau mấy quả này mà lớn lên mà số lượng không có nhiều thì anh em mình sẽ gọi tất cả mọi người đấy này. Làm gì đấy cũng như là sẽ nấu cho mọi người thưởng thức một bữa đấy các bạn. Đấy. Đi nhiều. Bê cả. Bê cả. Yeah. Đấy, nón các bạn bao lên nón lỏng đây. À nghỉ. Đây 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 này. Đây. Này, à nghỉ. À có đàn đi. Đa. Pibi nu. Đa bê. À cơ bộ. Tru vát đa vai bút khá. À rốt. Công combo nên cái này đây quả muốn nón nón đây anh đi đây bao bị vỏ vậy các bạn, nhưng mà thực ra là nó đang đất nón đấy các bạn, đang nón lắm. Quan đâu? Ông đôi, lên qua từ đủ, xin cô. Ok. Ok, mà theo. Này, ôi trời ơi. Cắt cái tay luôn. Mày. Ê. Bắt đầu đi qua đi hơi già, không được. Ok. Aki. Dạ. Aki. Bầu nhưng mà xuống xuống cái đất ngồi luôn này, xuống cái đất ngồi ở đây luôn. Cứ tụi bay chiều. Dạ. Không, Mateo. Ai phao tao không? Đây chỉ ngày nay. Phao tao ông Aki. Ok. Đây. Đây. Quả nhỏ nhỏ đây. Đây em. Mateo hai vợ chồng ăn quả đi ơi. Hai vợ chồng. Đây. Đây là tỏ hơn. Đây. Quả này là đi nhu. Ôi ôi, rớt luôn. Đi nhiều đi. Yeah. Em có bình quản đây này. Hai vợ chồng quản lý hay ok gì? Hai vợ chồng quản lý này, nó một giờ là. Ôi trời ạ, anh là tôi mà Gabi ní. Này. Hai vợ chồng quản lý đây. Dạ, tôi đủ vài quạt đã. Để bố ơi, vài cái nhà đi. Cô nhà đã, mù lì ế, công ba, công phi lưu, cô mẹ. Là mọi người là nếu về tối mang về nhà đấy. Là nấu ăn cũng như hôm nay là có gạo đấy các bạn. Hôm nay sẽ có gạo đấy. Có gạo đấy sẽ nấu ăn luộc lên hay là sao. Như đấy là sẽ ăn với gạo đấy các bạn. À, tôi đủ quạt đã vài bút khá. À, rột. Ok, tôi đủ. Aki, Aki ní. Công hô dự gia tăng à, à rột. Để bôi vai ca giả của nhà à rột. Cô mẹ công pi pi nô. Tạm ơn. Ui da, đi vô, lấy bàn ta. Tăng à rột, tăng pi pi nô. Công tăng cam bồ. Tăng nhanh nghe đồ. Canh. Keng ê. Câu kì. Đi à. Huh?
thầy cũng đã gửi gạo đến cho tất cả mọi người bạn. Bây giờ là sẽ đến mọi người là cũng như hàng tháng đấy bạn, cũng sẽ là mọi người 10.000 quan giạt cũng như là một bao gạo đấy các bạn. Thì cũng như bên kia anh em mình cũng đã đổi tên lẻ ấy. Đấy là thằng lớn đầu tiên đấy nhỉ? Thằng lớn đầu tiên của mọi người đúng nhỉ? Đâu năm mới đâu cả, đây là thằng lớn đầu tiên đấy, thằng lớn đầu tiên của mọi người đấy. Thằng lớn đầu tiên cũng như của Việt Nam mình nhỉ? Nếu mà tỉnh thẳng là của Việt Nam mình nhỉ? Thằng lớn đầu tiên anh em gửi đến, gửi tặng đến mọi người. Tu đủ con tạm anh đi. Này, để mọi người điểm lại các bạn, hiệp ái có thiếu đồng nào không hay là tiền còn rách không? Rách sẽ đổi cho anh em mình. Tu đủ bông đi. Canh kè đủ pha là? Hả? Canh pha là? Nếu mà hỏi. Muito obrigado, chefe Paulo. Também do chefe Baú, que trouxeu arroz, dinheiro. Muito obrigado, estamos muito felizes. Continua mesmo dar arroz e dinheiro. Todo dia mesmo faz isso. Muito obrigado. Mọi người đây, nếu anh hỏi cảm nghi của mọi người, mọi người cũng là những lời cảm ơn Dương Đống cũng như Minh, cũng như tất cả anh em, cảm ơn tất cả mọi người đấy. Cảm ơn là cũng là tạo công việc làm các bạn cũng có. Arroz ni, dinheiro como como rap. Sa bóng, ô liu, sa li, công the boy ni, tôi nhà A rồi, cô mẹ công pi pi nữa, tôi đủ quan đả ni, the boy lê vaca giả, agrava một tên là bà ni, mọi người là, bây giờ là nói mọi người là cắt đây, cắt các bạn là tiếp tục công việc đấy các bạn, này. Thời gian bao nhiêu vậy mà bịt này, bịt cho người trải lại cho con mấy trải giọng này các bạn. Đấy, đấy là, cũng là cái thành quả đầu tiên đấy các bạn. Thành quả đầu tiên thì cũng muốn gửi tặng đến mọi người đấy. Cũng là bạn thì, nếu mà bạn thì số tương đấy, số tiên đấy thì cũng là múa cho mọi người đấy. Cũng như giúp đỡ mọi người đấy các bạn. Nếu mà anh em mình bịt đi ra chờ bạn hoặc là lên trên đấy bạn với số lượng bao như thế này thì cũng là lấy cái số tiên đó thì cũng là múa được, giúp mọi người múa được cái gì đấy các bạn. Thì cũng như là thôi thấy vì là cái thành quả đầu tiên ạ, thành quả đầu tiên thì cũng là gửi tặng đến mọi người này, để mọi người về mang về nhà đây nấu ăn cùng vợ con với cùng bố mẹ đấy các bạn. Này cũng như em Ma Téo, em đi nhù khoái đẹp ra Téo ơi. Này khoái bên đây các bạn, khoái bên đây nó leo rất chi là đẹp luôn này, quá đẹp. Này mọi người là giờ là nhân rộng đấy các bạn, nhân rộng ở đây ra, nhân rộng ở đây ra và sẽ trồng ở phía một chỗ đất ở dưới này đây các bạn. Một số người đi làm, một số người thì đang trang trị chỗ ăn cơm này các bạn. Trang trị này lại xem lại lần nữa đây. Anh em sẽ lại xem lại lần nữa đây. Mọi người thì xuống dưới kia làm thôi. Đây. Mọi người cũng là trang trị lại chỗ ăn chỗ ở đây các bạn. Đây. Làm đẹp. Thay vì là những ngày ngồi cái ghế không có chỗ dừa đấy thì hôm nay mọi người này làm một cái ghế đẹp đây, có chỗ dừa ăn uống xong ngồi nghỉ ngơi. Này. Được nha. Ta bao đi nhiều. Cô mẹ bệnh ý. Đồ mưu. Mình lại ăn được buổi trưa cho các bạn, ăn được buổi trưa xong nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tí đây. Cả mọi người cũng đã sấy lại đây, làm lại những cái chiếc ghế đây, những chiếc ghế như cái ghế xe lông đấy các bạn.
những chiếc ghế xe lông này. Vậy đó, toàn bộ vậy đó, toàn bộ vậy đó, mọi người lấy bằng bằng vỏ cây này, mọi người tưởng từ vỏ cây ra ra, mọi người đem đi ngâm nước đấy bạn, ngâm nước rồi sẽ làm thành những cái giấy đấy, mình để bàn biển kia là buộc lại chắc chắn luôn, ta bầu mũi từ bầu nhỉ, nha. Một số người thì về làm ở dưới kia, thì ok nha các bạn. Như trên đầu video anh em mình cũng đã nói là hôm nay đấy, thì cũng là đến ngày hỗ trợ mọi người này, cũng như là mọi người 10.000 quan giạt, cũng như là mọi người một bao gạo đấy các bạn. Thì bây giờ thì để mọi người tiếp tục công việc đấy. Video này anh em mình xin phép được dừng lại tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, ý nghĩa, hãy cho anh em mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Đồng Bào Lù Vlog Cuộc Sống Người Châu Phi, để anh em mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay, cũng như giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Yeah. Ta bùng, mũi tụ bùng. Ai chà. Thích nhất là cái ghế đi mà được. Này, có hai lầu tay. Nghe đi ngủ được này. Ghế đấy thứ năm đá luôn. Như sao là ông này nhỉ? Bữa nào là có tiệc chứ nhỉ? Có tiệc chứ là nấu ăn cho mọi người một bữa này. Sinh xoan thế này cho đời này cho đẹp các bạn đây, ngồi dừa thế này đây. Ngồi dừa thế này ăn uống. như đi nhà hàng ấy nha. Dạ, phải giờ bệnh đi. Ta bùng. Đấy, mọi người tự làm đấy bạn, tự giặt, tự làm này. Giờ là công việc ở nông trại thì là cũng là khoai sắn thì cũng đã trồng hết đấy các bạn. Khoai sắn cũng đã trồng hết rồi giờ đây. Rảnh việc thì mọi người cắt cử hai người ra đây ngồi làm lại chỗ ăn chỗ ở đấy các bạn. Chỗ ngồi nghỉ trưa đấy các bạn, cho nó sạch sẽ mát mẻ đấy.